Chào cả nhà, lại là Hà đây. Đây là người phụ nữ xinh đẹp nhưng rất độc ác. Từ vai nàng dâu ngây ngô bị gia đình chồng ức hiếp, nàng trở mình một phát cởi bỏ luôn lớp mặt nạ nai con, để ăn thịt luôn cả nhà ông chồng. Catherine, cô gái nghèo bị gả bán cho một quý tộc có tuổi đời gấp đôi cô. Họ sống cùng với Boris, người cha chồng độc đoán, cay nghiệt. Catherine bị buộc phải duy trì một lối sống nghiêm ngặt, không cho phép nàng rời khỏi nhà và đời sống vợ chồng rất nhàm chán. Một ngày kia, chồng và cha chồng vắng nhà. Catherine như chim sổ lồng, nàng được tự do khám phá chung quanh để giảm bớt ưu phiền của mình. Khi đến căn chòi của những người hầu, Catherine chú ý đến một chàng trai. Từ đây cô gái ngây thơ này hắc hóa. Các bạn hãy cùng Hà xem phim để biết được người phụ nữ vì yêu có thể ác đến mức nào nhé. Sau đám cưới như mơ như thơ là một cuộc sống chung thân với người chồng già cay nghiệt. Chồng Catherine cấm nàng không được bước chân ra khỏi nhà. Cha tôi đã mua cô cùng với một mảnh đất nhỏ không đủ cho con bò vặm cỏ. Anh ra lệnh cho cô cởi bỏ chiếc váy ngủ, bỏ mặc cô trơ trọi đứng đó suốt đêm và thản nhiên lên giường đi ngủ. Hành vi bệnh hoạn và bất ổn của người chồng làm cô gái tổn thương sâu sắc. Không chỉ có thế, căn nhà xa hoa này đầy rẫy những quy củ lỗi thời bóp nghẹt Catherine làm nàng không thể thở nổi. Ngồi bên cửa sổ, cô dâu mới hồi tưởng về khoảng thời gian tươi đẹp trước đây. Bố chồng lại tổ chức tiệc tùng, nàng ngồi ngủ gật trên chiếc ghế dài, trong khi cha chồng đang đàm đạo chuyện phiếm cùng bạn hữu. Cô gái muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng người cha không cho phép nàng đi ngủ trước chồng mình. Chờ mãi anh chồng mới xong việc, anh ta xuất hiện và lại bày trò tào lao bí đao với cô dâu mới. Bỏ quần áo ngủ của cô ra và quay mặt vào tường. Hắn khinh bỉ người vợ mà cha hắn đã mua về, không thèm động đến người nàng, hắn lẳng lặng đi tìm tiến sĩ Thẩm Du. Sau bao ngày sống mòn trong căn nhà không có tình thương, cô gái mới được tự do hít thở chút khí trời yêu thích khi cha và chồng cô ra ngoài giải quyết công việc kinh doanh của gia đình. Hôm sau, khi đang ngủ trên ghế sofa, cô gái bị đánh thức bởi âm thanh huyên náo bên phía nhà của những người hầu. Khi đến nhà kho, cô phát hiện ra người hầu gái của gia đình, Anna, đang bị treo lên trên một chiếc cân gia súc. Cả bọn đang cười cợt bắt nạt cô gái nặng ký. Catherine giận dữ mắng mỏ đám người hầu và yêu cầu mọi người đưa Anna xuống. Trong khi đang dạy bảo họ, cô để mắt đến một anh người hầu trong số đó, Sebastian. Cô hỏi anh ta đoán xem cô cân nặng bao nhiêu. Không do dự, anh người hầu bạo gan nhấc bổng Catherine lên. Dù rất tức giận vì hành động này của anh ta, nhưng đêm đó cô gái thiếu hơi trai thấy thật khó đi vào giấc ngủ. Dù sống bên chồng nhưng cô ấy đã quá cô đơn trong một thời gian dài. Chồng cô ấy chỉ thích nhìn chứ không thèm chạm vào cô. Sáng hôm sau, nàng dâu mới đi dạo trên cánh đồng gần nhà. Cô hầu gái cảnh báo với nàng, ông chủ không cho phép cô rời khỏi nhà. Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Anna, nàng tung tăng trên cánh đồng nơi anh người hầu Sebastian cũng đang dắt cho đi dạo. Rồi thì tình tính tang, anh hầu mò đến phòng của phu nhân bé nhỏ. Chống chọi chút thôi rồi cô nàng cũng buông thả trong làn sóng cảm xúc, vì lâu rồi cô ấy như cái cây khô không được tưới tắm. Sáng hôm sau, người hầu gái phát hoảng khi thấy cô vợ mới cưới của cậu chủ mây mưa với anh người hầu, trong nhà. Gặp đồng nghiệp khi đi hái nấm, cô khuyên anh nên tránh xa cô chủ nhỏ nhưng anh không nghe lọt lời cô nói. Rồi thì cha chồng cũng về nhà, trong bữa ăn tối ông ấy yêu cầu Anna mang chai rượu yêu thích của ông ra. Nhưng hỡi ôi, nàng dâu mới đã uống hết rồi còn đâu. Để bảo vệ cô chủ, Anna đành im lặng nhận sự trừng phạt từ ông. Nghĩ rằng Anna đã uống trộm rượu của mình, người cha bắt cô quỳ xuống và bò đi như một con thú. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện vụng trộm của con dâu cuối cùng cũng đến tai của cha chồng. Ông ta lôi anh người hầu ra đánh đập rồi nhốt anh lại. Cô con dâu mặt dày thương xót người tình, cô yêu cầu cha giải thoát cho anh ta. Tức giận, ông giáng nàng một cái tát. Con dâu từ đây bắt đầu trở mặt, vì yêu cô gái đã bỏ độc vào bữa sáng của Boris và lấy ghế chành cửa nhốt ông ta trong phòng. Chứng kiến việc làm tàn ác của Catherine, cô người hầu sốc lên tận óc nên bị câm từ đó. Không ai nghi ngờ cái chết của Boris. Sau khi cha chồng mất, cô gái cùng tình nhân lộng hành công khai trong nhà. Anna thường xuyên chứng kiến những hành động sai trái của cô ấy qua lỗ khóa, nhưng không thể nói với ai vì cô ấy đã mất khả năng nói. Một hôm, khi đang mây mưa cùng Sebastian thì chồng về, nàng giấu vội tình nhân sau ban công và ngồi trên giường trong tư thế chờ đợi chồng. Nhưng dĩ vãng giờ giấy dễ gì giấu giếm, chồng cô đã sớm biết được việc xấu mà vợ mình làm. Nhắm không qua mắt được chồng, cô gái công khai đưa Sebastian vào trong và bắt đầu mây mưa với anh ta công khai, trước mặt người chồng. Ôi trời ơi, thật là trơ trẽn. Người chồng không chịu nổi cảnh trướng tay gai mắt đó đã lao vào đánh nhau với nhân tình của vợ. Cặp đôi độc ác đã hùa nhau tiễn anh chồng bay màu, rồi che giấu anh cùng con ngựa ở một bãi đất trống. Sáng hôm sau, cả hai chính thức trở thành chủ nhân của căn nhà này. Cặp đôi tự do tận hưởng niềm vui thú bên nhau. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, một người phụ nữ dẫn theo một cậu bé đến nói rằng,
thằng bé là con bên ngoài của chồng cô. Họ có giấy tờ chứng minh thân phận của thằng bé. Không thể đuổi cậu bé đi được. Catherine cho phép cậu và người giám hộ sống trong nhà cùng mình để che giấu hành vi xấu xa của mình. Phu nhân yêu cầu nhân tình quay lại sống trong ngôi nhà của người hầu. Không bao lâu sau, Catherine phát hiện mình đã mang thai. Đang định thông báo cho tình nhân, thì cậu con trai từ trên trời rơi xuống đến và muốn cô dẫn cậu đi chơi. Cả hai ra cánh đồng và trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, nàng có vẻ rất thích cậu bé con. Nhiều lần tìm cách nói chuyện về cái thai với anh người hầu, nhưng không được vì cậu bé con cứ bám lấy cô tức giận đẩy cậu ấy ra xa. Đêm đó, cậu bé bỏ đi không về nhà. Mọi người đi tìm kiếm khắp nơi, và anh người hầu đã tìm thấy cậu bé bên một con sông. Định bụng đẩy cậu xuống sông nhưng rồi lương tri vẫn còn, anh không nỡ làm điều ác độc đó. Mang cậu về nhà trong tình trạng lạnh và ướt, anh ra lệnh cho mọi người lấy chăn cho cậu nhưng người giám hộ làm bẽ mặt anh chỉ là một người hầu thì anh ra lệnh cho ai? Tức giận vì cậu bé là nguyên nhân anh phải quay trở lại thân phận người hầu, bây giờ lại bị làm nhục, anh thu dọn quần áo bỏ đi nhưng Catherine ngăn lại. Nàng hứa sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để họ được ở bên nhau. Vào trong nhà, nàng hứa sẽ chăm sóc cậu bé và đề nghị người giám hộ nghỉ ngơi. Khi còn lại một mình, cặp tình nhân đã ra tay với cậu bé bằng một chiếc gối. Trong khi Catherine lạnh lùng vô cảm trước sự ra đi của cậu bé, thì anh người hầu đã khóc rất nhiều, anh ta hối hận về tội ác mình đã gây ra. Bác sĩ tìm thấy những vết bầm trên người cậu bé và nghi ngờ về cái chết của cậu. Lúc này, không chịu nổi tòa án lương tâm, Sebastian quay lại căn nhà và thú nhận tội ác của mình và Catherine đã gây ra. Cô ấy đã ra tay với cha và chồng thậm chí đã xử lý luôn cả cậu bé, để họ có thể ở bên nhau. Catherine phủ nhận điều đó và buộc tội Anna và Sebastian. Cô thuyết phục mọi người rằng tất cả đều là tội ác do cặp đôi người hầu trong nhà làm. Hoang đường vậy mà mọi người đều tin. Anna bị câm và không thể biện minh cho mình, cặp đôi bị cảnh sát bắt và đưa đi trên một toa xe. Không biết đưa họ đến lao ngục hay là giá treo cổ. Nàng dâu độc ác ngồi đó một mình trong cơ ngơi nhà chồng. Nàng sa thải hết người giúp việc và chào đón đứa con của tình nhân trong căn nhà trống. Ôi, người phụ nữ ác còn hơn con gà ác. Dù lấy lý do nhà chồng đối cử độc ác với cô ấy, thì cũng không thể biện minh cho tội ác của mình. Cậu bé con đâu có tội gì cớ sao cô ấy lại nỡ ra tay. Mà nếu nhân danh tình yêu thì tại sao cuối phim cả hai lại quay ra tố cáo, vu hại nhau như thế? Từ là nạn nhân, cô ấy mưu cầu hạnh phúc và sự tự do rồi trượt dài trong sự tham lam quyền lực, địa vị, tài sản của nhà chồng. Cạn lời, Hà không bình luận thêm gì ở đây nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.